chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt bạn ơi. Mà tổ chức cho một cái dịp cũng rất là đặc biệt nha bạn. Con gái mình ngoại. Rồi, lời nói đầu tiên xin phép Bình Trần bảy gắn hồi xưa nha. Bình Trần gửi đến cô dì chú bác và toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào thân thân nhất nha. Các bạn ơi, hôm nay là cũng là một ngày rất là đặc biệt. Cái đó là gần 3 năm rưỡi nha bạn. Ngày đăng video đầu tiên lên kênh của mình là ngày 28 bạn ơi, 28 tháng 2, 23, 28 vậy đó. Tháng 2 của năm 19 nha bạn, năm 2019 tới giờ. Thì bây giờ là tròn khoảng hơn 3 năm rưỡi nha bạn. Thì số lượng video mình đăng lên là 760 cái video. Thì được 10.000 trái tim theo dõi và ủng hộ nha bạn. Thì hôm nay nhân dịp một cái ngày đó rất là đặc biệt này, mình tổ chức ăn mừng 10.000 subscribe, 10.000 bạn theo dõi và đăng ký ủng hộ mình. Và một Bình Trần bảy gắn hồi xưa, bây giờ là Bình Trần. Bây giờ là Bình Trần 10.000 subscribe. Ừ, ghê không? Thì mình trong cái thời buổi bây giờ nó đang dịch gà rất là căng thẳng nha bạn, mình móc cái gì có gì mình chơi cái đó nha bạn. Thì trong tủ lạnh của mình có gì mình lôi ra hết luôn nha bạn ơi. Thì cửa mình cũng đã khóa lại nha bạn. Có thằng em nó qua chơi, nó đang nằm trong kia. Em cũng gần sát, cũng gần nhà mình nha bạn, chứ không có đi đâu xa được. Đây là ba cái đùi gà. Ồ, đây là con tép siêu to khổng lồ. Bỏ lên đó. Và đây là mấy con gắn của mình nha bạn. Em ơi, còn cái con gắn à? Hình con gắn kia nằm trên đó nha bạn. Trong cái nồi, con để trên sơ sơ ra. Đây là cái gắn hổ hành nha bạn. Đây gắn hổ hành. Gù bu hả? Đâu có gù đâu con. Gắn hổ hành nè. Ngồi tuốt một kia hả? Nó đang thèm á. Gắn hổ hành nha bạn, mình làm rồi mình nhét cái mỡ nó vô cho thịt nó ăn tôm nó mềm á. Có mấy củ sả. Mời em. Hai sả. Đây là hai con gắn hổ hành. Con nói gì vậy? Xin. Đây là con này là con hổ heo nha bạn. Còn con này là con hổ ngựa. Hai con này nó không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng một hôm nay nó sẽ lên dĩ cùng ngày cùng tháng cùng năm với mình luôn nha. Lên dĩ luôn. Rồi đây là con cá gì nha? Cái này. Con đó thôi. Con này mực. Em cầm con mực em coi nó bự siêu to có cả nào nha bạn. Bên ra coi. Từ cha xong mẹ đẻ tới giờ chưa ăn một bự vậy nha bạn. Em lấy cái gan em đo ngang cái gan em lặt cái lưng nó coi, lặt cái lưng nó, cái lưng. Lưng bên đây nè. Ờ đúng rồi, em lấy cái gan em đo ngang thôi coi hết được một gan mà nó đưa bàn tay vô coi. Đưa bàn tay siêu to của em vô thử cái lưng nó coi bít không. Đây nó có to lắm đâu. Một gan. Hai gan, còn bị ngang. Bị ngang là một. Bị ngang là một gan rưỡi. Hơn một gan rưỡi, bị ngang là cái này nha bạn. Một bình tay luôn. Bị ngang rộng một gan nha bạn. Con mực rất là dày nha bạn, rất là lớn. Thì mình mua để dự trữ ăn Covid bên đây mình làm luôn bạn ơi. Con mực siêu to khổng lồ nha bạn. Bàn tay mình thì thôi thôi rồi. Không phải dự trữ Covid đâu. Này thấy thằng em nó mua một tí về nhà cái thấy bự quá. Thì mua hồi trước Covid chia ra rồi mình cho hồi Covid tới giờ. Ăn con mực bự vậy. Con này con gì vậy em? Cái này. Con này là con cá đường. Khô cá đường hả? Khô cá đường. Chắc vậy quá. Cũng mua cũng hồi trước Covid tới giờ bạn ơi. Dạ. Trước cái chỉ thị 16 tới giờ. Ồ vậy hả? Con nào chín thì đem qua bên kia đi. Mau quá ha, than hồng rồi kìa. Đó. Nhưng đem lên. Ăn mà cùng cái đó là rau rác nha bạn. Rau rác. Mẹ. Rồi trời ơi vợ mày uống đem rượu qua nữa kìa trời. Mẹ. Chỉ thị 16 rượu cái đó là. Chân thôi, chỉ thị đâu cho uống đem cái đó là cho mình hồi mình cũng uống mời các bạn thêm ly rượu với mình nha. Cái đó là rượu ông người dẻ nha bạn. Dạ. Ủa ông người dẻ sao không thấy con nào trên vậy? Chân luôn nha. Ông người dẻ đâu chân rồi. Ờ nó lằn cặn dưới này bạn. Thì em cầm tiếp anh chứ anh cầm con tay rung luôn. Mẹ. Cái ông người dẻ nó nằm ở đó. Chầm thủy thượng. Phải không? Thấy chưa? Không thấy rồi con ông dẻ nhưng mà nước nó kẹo quá kẹo bạn ơi. Không có nằm trên đó sắp lốp trên đó đó. Nó đậm quá. Nó lòi lên kìa. Ui gà khét hả? Rồi mình để cái đây nha bạn ơi. Mời các bạn dùng của mình nha. Một lần nữa mình cũng qua không quên cảm ơn các bạn đã đồng hành theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua để kênh mình càng ngày càng phát triển nha bạn. Cảm ơn 10.000 trái tim đã đăng ký ủng hộ mình nha. Hy vọng là sẽ một thời gian năm tới sẽ được ăn mừng một cái kỷ niệm 100.000 subscribe hả ba hay em. 100.000 subscribe. Giờ mới có 10.000 subscribe mà làm hết 3 năm rưỡi rồi. 100.000 subscribe gấp 10 lần nữa chắc thêm 3 mấy năm nữa quá. Thôi cho mình tới đâu tính tới đó đi. Tới đâu tính tới đó. Nói chung là mình không ngờ kênh mình được tới 10.000 subscribe như ngày hôm nay bạn ơi.
đó là một cái niềm vui phải nói là rất là lớn đối với mình nha. Cái này là tri ân, các bạn thương mọi người. Tri ân công sức, công sức của cha con. À, mình làm video hay dở mà được các bạn xem ủng hộ mình là mình mừng đó. Các bạn góp ý cho mình nha, để mình đặt máy mình vô. Vô các bạn ơi, chuẩn bị bạn ơi. Má trà mồi. Cái khu này có cá đường hả tí? Phải, cái này con này nè. Cái đó dần ra, cái đó dần nữa mới được quá, không có đuối được hồi dần. Gắn bỏ lên. Khó quá. Xịt xuống luôn. Hai cái lô than làm hết luôn á. Ghê vậy? Hai cái lô than nước á. Này chơi cô máu. Mình không có đi chợ mua được cái gì cao hết trơn, ngon hết trơn mọi người, mình có gì mình ăn cái đó nha bà. Dạ. Mình mua than thôi. Còn mấy cái này là món ở nhà mình, cái nhà lá vườn, có gắn mừng con gắn. Tép này thì hồi sáng có đi mua nha bạn ơi, sáng có đi mua tép thêm. Không đi chợ. Chợ bên xa gan chút. Chợ bữa nay chỉ có mấy người bán nè. Ngày mai là Lan Quang ta nghỉ. Ngày mai này chỉ có Trần Nghĩa bán luôn. Tình hình quá căng thẳng. Bữa nay chơi sạch láng luôn, sáng về sớm luôn. Ừ. Có gì kiếm cá gồ câu ăn tiếp. Đúng rồi, câu tiếp. Xuống rồi. Chịu khó quần chút xíu là có ăn à. Mình ở đây thì mình vòng mương nhà rồi nè. Chịu khó một chút. Không có đi đâu xa, đừng có đi ra khỏi nhà đó. Đừng có đi ra. Đố mẹ trả con. Tụ tập cho theo chỉ thị điểm dạ tụ tập là được. Đi xuống sông mò hến nha. Mò hến văn lưới rồi cũng có ăn. Dạ ba con gà này. Em cái khu viên nhà, em vô lòng ở nhà em lấy cái gì đó. Đựng cái đồ chính nha nè em ơi. Quá trời nhiều đồ chính này. Điện ngồi đâu ta? Nóng dữ lắm luôn á. Gió thổi gió hù hù hù. Yeah. Nào, cái này dễ chín nhất, đó là khu mực hả? Mực dễ chín nhất. Cái đó bắp, ăn sống còn được. Cái lùi gà này khét nè, không ơi. Lùi gà này bự. Lùi gà này bởi bệnh cho nó nguội chút mà dẻ cho nó ra. Dẻ ra. Cái nãy mình chặt nhỏ rồi. Để bự quá. Cái nhẹt rồi đó, lấy cái dao cạo cái lớp xét cái này. Cạo giò. Nó ngon không bạn? Quá trời, cái này là cánh gà. Có đùi nó dục ở đó. Đó. Đó là cái đùi. Phải gắn hũ hành nướng. Trời không đủ ăn, bằng hai hũ hành bự cũng trọng trọng à, hai hũ hành này nhì con hai chứ không có nhất. Mình mời hai con hũ hành nhì. Không phải là mình tiết kiệm nhất các bạn mà hũ hành nhì nó vừa ăn mà bạn ơi. Nó vừa nó ngon. Ngon nhất là nó nhỏ, nó nướng nó dễ chín, nó mịn, nó ngon, nó dễ ăn bạn. Mọi người thích ăn ba nữa, hũ hành ba nó ngon hơn. Mình ăn hũ hành gì. Còn hai con đó ăn chắc không hết mà vợ mình nói để đem lên đi. Đỡ ăn không thiếu mất công. Gắn anh nhét mỡ vô đây với em, nó chảy mỡ lên, kèo kèo. Kèo quá. Kèo. Có xây chậm nó nguội chưa, nó nguội thì cái lùi gà nó sẽ ăn được đó, không có đũa phải không quý vị? Chui nhà lấy tim mới ra mở cửa chứ đũa gì ra. Cái đang nướng thì ăn tay đi, tại nó bốc nó xé nó nổi, nó không thủng nhỏ kìa, không có sao đâu, ngồi xuống đi. Thủng chưa? Ê, nóng không nguội chưa? Có cái miếng nước làm cho anh miếng nước đi hả? Để cho anh ly ra, anh ly ra, anh ly ra. Con nhớ cái nước lạnh mà nãy con mới có nước lạnh em ra hả? Con mực mà giá khó, mình cũng uống một miếng bia giải khát nha bạn, cái tủ lượng của mình dữ lắm. Cẩn chai là mình mới xỉu, cái này mới có ly chưa đâu. Mời các bạn nha. Mời cả nhà dùng miếng cầu mực với mình nha. Tại miếng món kia chưa chín mà. Vô nha bạn. Vô. Ở trong nó chưa ấy thì hãi được trên đây mà. Dày quá. Nấu không bi? Dày quá rồi. Ngon rồi. Nó động lại thôi chứ nướng khác nhã thôi mà.
động rồi đó, nướng lâu mà giống như mà huyết vậy đó, huyết thì nó phải đỏ thôi, bị nín lại cái người đó. Cái này nướng rồi lấy cái đồ đập đó em, đập cho nó bung tơ ra. Bò hết gốc lã không, hết gốc với con vậy gốc hả? Đây cái quả đầu, cái quả có lấy miếng dừa ốp lên cho con không, vậy mà hết thôi chứ thịt miếng dừa lột đầu con ấy. Ủa, hay quá ha. Buồn hả? Hết rất là đẹp. Có gì đâu buồn. Đẹp á. Giờ này đã qua hết tóc rồi con. Hết đi. Nó dựng hai tóc dài tới lỗ tai. Tới lỗ tai rồi, hết không? Vài bữa cho con thun cột lên đi về. Bới luôn. Cạo. Cạo. Mẹ sao mà nó cạo? Hôm nay cũng cắt cho dựng hai đó mà chưa không cắt. Ngày mai cắt. Cắt thôi mà tặng tôi cái nón phải không? Lấy cái gọt cái muỗng dừa sẵn này. Ủa? Lên. Lấy lọc đầu hả? Hết xong là tặng cho vị hai cái nón luôn. Lấy cái đó để bên kia. Khuyến mãi không có khuyến mãi cái nón. Trời ơi làm như sắc đẹp lắm cái bộ. Để tặng cho cắt. Như rút hết nghe cái chết con. Nghe cái chốt. Lấy tay ra con, lấy tay ra. Cái túi nãy mình có chùi rồi, nó sạch rồi. Nó lau chùi sạch rồi. Ngủ chút đó nha. Chín chưa? Thấy nhỏ không? Chọc hành không? Thank you.
xanh xương luôn các bạn, cặp sạch xương luôn. Cái gà ngon lắm đó. Mình sang qua đây mình thấy con gà này. Gà mình lóc ở trên kia bên đây mà cũng còn thịt nhiều lắm các bạn. Những cái đùi gà, giờ mình chắc mua đùi gà công nghiệp các bạn ơi. Cái đùi gà. Còn đây mới ngon không? Hơi lạc lạc, còn chưa thấm luôn á, nhưng mà cũng mới ngọt thịt gà. Gà thì chấm cái này. Các bạn nhớ mình nhé, chấm muối trên thịt gà. Ngon bi. Cua bò ngon không? Gắn dai hả? Con gà cắn thôi chứ sức không gắn giả ra luôn ha. Gắn một nhỏ xíu. Hầm xả thì đương nhiên nó sẽ mềm hơn. Rồi bạn, đây là con gắn này, con gắn 2 phút gắn của mình nướng các bạn. Đây. Đây trong đó mình có nhét cho xả rồi với xin thấy không? Cái gì trời? Ủa. Đấy không phải mỡ rồi với một số gà có gan nữa các bạn nè, gan nè. Ui móc khổ lắm các bạn ạ. Tắt cái quạt ra để cho gió nó bay qua. Rồi vậy hả? Rồi khó lại luôn. Vậy hả? Có cái gan rồi. Anh Hùng nằm trên lửa khó lửa mà. Anh Hùng trên khó lửa. Gan này bạn ơi, mời bạn ăn cái gan với mình nha. Cái gan con gắn hổ hành. Vậy cho lên cái ra. Có bia không? Còn miếng nào nữa không? Ừ. Làm một phát thôi. Nữa là tay không ạ? Trong bình giờ cho cứ dỗ ra đi. Gao bạn ơi. Tao nói trà đá mà không cứ nói bia hoài. Gao. Gao gói gan rồi gói gan hũ hành. Ngon quá, nước trắng ngon quá mẹ ha. Béo. Có gót đi một tí đi nữa.
Ăn rau thơm chưa? Cái khác mình tạo ra, còn cái khác nó cháy khác, chở không kịp. Rau thơm nó tiêu. Rau thơm nó tiêu. Nếu như thịt lộn vậy, ăn đố rau găm vậy, thảm nó xuống vậy. Chứ nó sung quá chịu cho nổi. Ăn có đâu, ngon hành nè, ngon lắm. Thích nhạt. Khét quá, khô quá, khô quá ngon ha, nó khô quá không ngon nữa, nó còn vừa chín tới, dai mà nó độ ngọt nó có, khô quá không ngon ha. Mẹ bỏ làm nhân nước nhãn lên người con. Ăn tử tế được con đừng có quậy, ăn đi đừng có gãy gãy tùm lum. Làm nhân nước nhãn người con. Nhai mấy cái đắng đắng vô nó cũng đắng đắng như mật cũng ngon, cái đầu cạo này bột, cạo mảnh nó mới ra. Rồi mời các bạn ly này luôn nha. Rồi mình cũng kết thúc video đây bạn ơi, cũng khá dài à. Rồi cũng một lần nữa mình cũng cảm ơn các bạn, thật sự cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình, ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua nha. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nha, để kênh mình ngày càng phát triển nha bạn. Rồi, tạm biệt các bạn, uống mời các bạn ly này luôn nha. Mời các bạn mời thả. Vô. Vô. Rồi mời các bạn nha. Chuyện 100% với mình cái này nha. Thủ sẵn miếng mồi để đặt. Ít thôi 50 rồi. Ừ. 50 hết vậy, 100 vậy. 100 thôi. Tôi đang sung rồi, cản không được. Thờ tới cản không nổi. Rồi mời các bạn đi này nha. Rồi mình cũng tạm biệt các bạn luôn mà. Uống xong này mới cho dùng ngủ sớm. Ai dọn dẹp. Bởi vì mới kêu được 100% đó, bạn đừng ngủ sớm dọn biết ta. Để cha đi, cha ngủ hồi cha hồi mình ăn thôi. Rồi, mình ngủ rồi đó nha. Mà ý ngộ. Vợ cái nhà. Đá rồi cái vụ ngủ đây. Vợ nhà vợ dọn rồi vợ. Mình hai ly bia một ly ngủ. Cảm ơn. Trời trà đá người ta. Ừ. Cái bắp à. Không có chuyện ngõ hẳm nha. Rồi bắp kính chào. Bê 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 dưới cái chưa ha. Dưới hả? Dưới hả? Lộng. Chù xì. Để bắt cái mỡ nó bớt. Đúng rồi ta. Im chưa? Được chưa? Ừ. Không biết anh không chở. Không tay rồi, ta để mang cầm cũng đó. Ngon ha. Vàng nữa chưa? Không không? Phất phất nè. Lấy cái hộp giấy ra giùm mẹ. Hộp giấy nha. Hộp giấy. Đó, rút ra trong này dạ. Nó xì khi mở ra nè bà. Chào chào mở ra luôn. Cha nãy giờ con ăn tầm nó lót luôn. Vậy hả? Đồ ăn nhóc hết trơn mà, hai ba cái bấy mà. Ăn này nó tiêu. Mở mà còn mở cái còn mở cái này nữa hông? Cái mì này. Ngọt mì thôi, ngọt. Để xuống đôi gốc rồi. Xé cái gì? Xé cái miếng. Ngon mà. Tại con càng bò dơ nhất sân khấu rồi. Nè. Khói nó quá trời khói nên cái màn hình nó được không? Nó sắc. Mình cậu như mồi rồi bạn ơi. Mồi không biết ăn hết nổi không? Rồi xin tạm biệt các bạn nha. Bye bye bà xã ơi. Bye bye. Bye bye. Sức khỏe. Bye bye. Rồi cảm ơn. Bye bye tí đây. Bye bye. Tạm biệt các bạn nha, bye bye. Ngủ thì cho mẹ con nó dọn đi.